Các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 4 đồng token XTBTC. Thì một số thông tin về đồng token này, số tổng cung rất ít, có 100.000 thôi. Và đã có 927 địa chỉ holder và đã phát sinh 2.883 lượt giao dịch nha. Rồi, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.net. Link truy cập vào website được mình để ở phần dưới mô tả video nha. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước một, sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt roulette của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình này, ký hiệu là XTBTC số token 8, nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net, nhấp vào bước 2 đây để truy cập vào link website chính và nhận token nhé. Chương trình AirDrop có sẽ kết thúc vào 2 ngày nữa, các bạn cứ tranh thủ vào cơ hội mà cần làm ngay nhé. Rồi ở đây thì các bạn có thể là bỏ số vốn nhỏ ra là 0,01 BNB mua để chờ cơ hội thử lần tài khoản nhé. Rồi các bạn làm thì các bạn nhấp vào đây cần yêu cầu AirDrop ra. Nó yêu cầu bắt kết nối với ví thì các bạn nhấp tiếp theo để kết nối với ví này, nhấp kết nối này, ví ra là 0,000559 BNB, nhấp xác nhận giúp mình nhé. Rồi giao dịch đang được xử lý đây. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website của claim.net nhé để cập nhật những dự án miễn phí và thưởng thức cần mới nhất được mình cập nhật lên trên website hàng ngày nhé. Và nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn Binance, Metallo, MXC, OKX, Huobi hay nhờ tài khoản giao dịch các sàn khác thì các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để claim và nhận được 4 đồng XTBTC. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những thông tin hữu ích nhất khi mình đăng tải video lên nha. Rồi video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.